Thưa quý vị và các đồng chí, sau chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, báo chí trong và ngoài nước đều ghi nhận trong số 68 chiếc B-52 bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc, có 2 chiếc bị không quân bắn rơi bởi chiến công lừng lẫy của hai phi công Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều trong hai đêm ngày 27 và ngày 28 tháng 12 năm 1972. Phải mấy chục năm sau, từ nhiều nguồn thông tin, người ta mới biết có đến 3 chiếc B-52 bị Không quân Nhân dân Việt Nam hạ gục. Và phi công đầu tiên trên thế giới cho B-52 đo ván vào đêm 20 tháng 11 năm 1971 là Vũ Đình Dạng, khi đó mới 26 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình. Đây được xem là trận đánh độc đáo, có 102 trong lịch sử không chiến của quân và dân ta. B-52 là con bài chiến lược của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, và đây cũng là một loại máy bay rất khó tiêu diệt. Chỉ những phi công giỏi nhất của Việt Nam được lựa chọn để đánh B-52, và số này chỉ có khoảng hơn 10 người. Đây cũng là những người quả cảm, sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ. Khi mà B-52 hoạt động ở khu 4 ấy, là luôn luôn nó mở cao điểm, nó mở 10 cái radar để nó theo dõi. Nhưng mà bình thường nó mở 3-4 chiếc nó theo dõi mình. Mình mà lên đến độ cao 2.000 trở lên là nó phát hiện được. Mà phát hiện thì nó có hai loại tiêm kích yểm hộ, loại yểm hộ khu vực và loại yểm hộ trực tiếp B-52. Thì nó đưa những năm trước đó là nó đưa những cái phát hiện mình lên thì nó ra tiêm kích, nó ra nó ngăn chặn ngay. Trên máy bay MiG-21 chỉ có 2-4 quả tên lửa. Khi đó, mệnh lệnh được đưa ra là tên lửa chỉ được dùng để bắn B-52, chứ không được dùng để bắn máy bay tiêm kích đối phương. Như vậy, khả năng hy sinh của phi công sẽ cao hơn. Ngày ấy, việc sử dụng MiG-21 để đánh B-52 là chưa có tiền lệ. Giới quân sự quốc tế vào thời điểm đó cũng không dám chắc chắn về hiệu quả của nó. Phương án tác chiến chống B-52 được xây dựng tỉ mỉ từ việc phát hiện B-52, cách mở radar, tiếp cận, cách tránh máy bay tiêm kích hộ tống của địch cho đến cự ly phóng tên lửa và thoát ly. MiG-21 của ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuất kích từ những sân bay dã chiến tại khu 4 với đường bay ngắn hẹp, lại bị máy bay địch bắn phá liên tục. Thêm vào đó, địa hình khu 4 nhỏ, hẹp, phía tây là dãy Trường Sơn, phía đông là hạm đội 7 với 12 radar túc trực ngày đêm theo dõi. Nếu MiG-21 của ta bay cao thì rất dễ bị radar địch phát hiện, bay thấp thì dễ đâm vào núi. Phi công của ta hầu hết còn trẻ, mới ra trường, giờ bay cũng chỉ trên dưới 200 giờ, lại phải bay đêm. Đã vậy, khi tập bắn mục tiêu, ta cũng chỉ có loại mô hình IL-18, sải cánh 14m. Trong khi đó, sải cánh của B-52 rộng tới 56m, nên cảm giác mắt nhìn thiếu chính xác. Tại đội bay đêm chúng tôi thì chỉ 5-6 anh em phi công là có trình độ để thực hiện cái nhiệm vụ đánh ở trong chiến trường khu 4, bởi vì nó rất phức tạp và khó khăn. Thế thì hàng đêm thì chúng tôi là đều có thực hiện nhiệm vụ là xuất kích, để làm thế nào khi mỗi khi mà MiG-21 xuất hiện thì B-52 không dám vào đánh các cái trọng điểm nữa. Thế thì các cái đêm ấy thì chúng tôi cũng chỉ xuất kích có một lần chuyến, bởi vì từ đây vào đến sân bay Vinh hoặc là Anh Sơn của Nghệ An, rồi vào đến sân bay Đồng Hới của Quảng Bình, thì như vậy là đường thì rất là dài, mà điều kiện phương tiện cũng như là sân bay rất là khó khăn, cho nên chúng tôi chỉ hoạt động có một chiếc một. Nếu mà đánh được, gặp địch, đánh được thì là đánh, mà không thì là quay ra. Vũ Đình Dạng là phi công Việt Nam đầu tiên bắn được B-52 và cũng là phi công đầu tiên trên thế giới bắn bị thương B-52 của Mỹ. Đây là trận đánh được chuẩn bị công phu trong một thời gian dài và tập trung tinh lực cao trong việc nghiên cứu và tổ chức chỉ huy của bộ đội không quân thời đó. Có thể nói, đây là một trận đánh có 102 của Không quân Nhân dân Việt Nam trong công tác tổ chức chỉ huy chiến đấu. Lần này á là tổ chức một sở chỉ huy tiền phương vào tận Ba Đồn, làng Đông Dương, Ba Đồn, Quảng Bình để nghiên cứu. Mà nghiên cứu lần này là phải có 3 đại đội ra đánh đường ở 3 hướng khác nhau. Đại đội 45 ở Minh Sơn, Đô Lương,
đại đội 41 ở Pháp Kẻ Ba Đồn, đại đội 47 ở Văn Tiền Nam Đèo Ngang, và một cái đại đội nữa 31 ở Thuần Truyền để mà hỗ trợ. Như thế cả mình cả một cái vòng cung như thế này để mà tập trung phát hiện người nào ai. Cái thứ hai là chọn tất cả những người chỉ huy và người dẫn đường giỏi nhất ở các trung đoàn quân chủng vào để mà tập trung vào nghiên cứu và đánh cho được B-52. Thì nhiều cái yếu tố cộng lại, và cái đặc biệt là cái giữ bí mật về đối không nghiêm ngặt. Trước đó là chúng tôi còn chỉ huy lóng hay nói lóng, nhưng bây giờ là toàn số hết. Đã hơn 40 năm qua đi, nhưng trận đụng đầu và bắn bị thương một máy bay chiến lược B-52 trên bầu trời phía nam quân khu 4 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí phi công Vũ Đình Dạng. Ngày ấy, ông là một phi công trẻ tuổi, kinh nghiệm giờ bay còn khiêm tốn, mà thường phải xuất kích vào ban đêm để tìm diệt B-52. Ông phải bay trong không gian hẹp, hoạt động bí mật với những hiểm nguy rình rập. Thế mà lần đầu tiên đối mặt với ba chiếc B-52 của không lực Hoa Kỳ, ông đã bắn bị thương một máy bay B-52 mà sau này chúng không dùng được nữa. Tôi cất cánh từ sân bay Anh Sơn lên là theo cái hướng nó và đi đến Đô Lương, thì đi khoảng 3 đến 5 phút thôi là tôi cải hướng về Tân Ấp. Mọi khi là chúng tôi cất cánh lên là dùng đối không và lên độ cao sớm, cho nên là radar địch phát hiện được là mình có hoạt động. Hai nữa là nó theo dõi về là đối không, cho nên là biết là MiG hoạt động, cho nên là nó không cho B-52 vào đánh nữa thì mình không thể tiếp cận được. Cho nên là phải tìm cái phương án tối ưu nhất là phải đi thấp, im, không có là chỉ huy liên lạc gì cả. Chỉ khi nào cách mục tiêu khoảng là 6-70 cây số là lúc bây giờ là lên tiếng. Thì ban đêm địch có phát hiện thì nó cũng không thể đối phó kịp. Khi phát hiện tốp B-52 lao vào đánh phá mục tiêu, sở chỉ huy đã dẫn đường cho phi công Vũ Đình Dạng cất cánh từ sân bay Anh Sơn, bay thấp theo sườn tây núi Đại Huệ, rồi dọc theo đỉnh Trường Sơn theo hướng đông nam 160 độ theo dõi địch. Khi máy bay địch đã vào tầm ngắm, trên radar MiG-21 vùng phóng đã xuất hiện, quả tên lửa lao lên phía trước, chớp lửa lóe lên, một chiếc B-52 bị trọng thương, lết về phía Thái Lan thì hạ cánh bắt buộc, hư hỏng toàn bộ. Tiêu diệt cái số 3 thì không kịp, mà ban đêm nữa thì động tác điều khiển cho đến ấy là rất chậm, cho nên là ngắm cái thằng số 1. Thế là ngắm thằng số 1 thì là lấy lên bằng độ cao, và đến lúc mà vào 5 cây số thì tôi ấn nút bám sát. Thì cánh chim nó hiện rất là rõ, và nó tốc độ của tôi lúc bây giờ là 1.300 đến 1.400 cây số giờ. Nghe ở dưới sở chỉ huy đồng chí Trần Hành nói bình tĩnh công kích. Thế là tôi cứ tập trung hết khả năng và cao độ là đến vào đến 2 cây số thì tôi bóp quả tên lửa đầu tiên. Khi mà quả tên lửa xì ra khỏi cánh vút về phía trước, thì bởi vì là lúc bây giờ cự ly thì còn khoảng cây rưỡi thôi, mà tốc độ là chênh nhau khoảng 600-700, mà anh không thoát ly nhanh thì sẽ đâm vào máy bay B-52, cho nên là làm động tác thoát ly lại. Việc phi công Vũ Đình Dạng bắn bị thương một chiếc B-52 của địch vào đêm 20 tháng 11 năm 1971 khẳng định MiG-21 có thể tiêu diệt B-52. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Chuyên, một người dẫn đường huyền thoại, đã vẽ lại sơ đồ trận đánh và viết thành cuốn sách Cuộc đụng đầu lịch sử. Kết quả của trận đánh không được cả phía ta lẫn phía địch thông báo. Kết quả là thành tích này đến tận năm 1973 mới được ghi nhận nhỏ giọt qua tài liệu lấy lời khai của chính phi công Mỹ đã lái chiếc B-52H 6 số. Tuy lúc đó ta chưa bắn rơi tại chỗ B-52, nhưng xét một cách khách quan thì đây là một trận đánh mang dấu ấn lịch sử đối với không quân nhân dân Việt Nam. Tác dụng trực tiếp là sau trận đánh, máy bay B-52 đã lùi sâu vào phía nam đường 9 Nam Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho đường 559 vận chuyển an toàn.
Mặc dù không bắn B-52 rơi tại chỗ, nhưng cuộc đối đầu trên không vào tháng 11 năm 1971 là bài học kinh nghiệm bổ ích giúp cho các phi công Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều có thể tiêu diệt B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không một năm sau đó. Phạm Tuân về sau có kinh nghiệm của bắn hai quả, rồi bắn một quả nó không rơi, nó bị thương thôi. Thì có kinh nghiệm của Vũ Đình Giảng cho nên là Phạm Tuân mới là uống cả hai chai, ra lệnh Phạm Tuân là uống cả hai chai, là bắn cả hai quả tên lửa đi, sau đó phải hạ cánh. Nhưng mà Giảng đánh ở đường 95 Lào, sợ rằng khi phóng quả tên lửa đi thì còn một quả, phải đề phòng thằng F-4 nó tấn công. Thế do đó cho nên là chỉ phóng một quả, thế còn một quả nữa là sẽ để bên cánh. Cho nên nó bị thương và nó bay về Nakhon Phanom, sau đó nó hạ cánh. Nó tắt một bên cái động cơ của nó đi, một bên nó bị thương, nó về nó hạ cánh, nó bị thương nặng. Nhưng nó cũng công nhận là bằng MiG, nghĩa là đã tấn công và đã bắn trúng. Đấy thì là cái này cũng là cái trận đánh mở đầu của cái B-52 mà dẫn đường của đồng chí Nguyễn Văn Phiên rất tốt. Trong các đợt triển lãm, Bảo tàng Phòng Không Không Quân đã lựa chọn trận đánh độc đáo diễn ra đêm 20 tháng 11 năm 1971 để trưng bày. Mặc dù thiếu radar tầm xa, mang ít tên lửa so với những máy bay chiến đấu đa nhiệm cùng thời của Mỹ, nhưng trong tay những phi công lão luyện của Việt Nam, với cách tác chiến sáng tạo, MiG-21 trở nên một sức mạnh trên bầu trời. Có tới 50 quốc gia đã và đang sử dụng MiG-21, nhưng cho đến thời điểm này, Không quân Nhân dân Việt Nam là lực lượng không quân duy nhất đã sử dụng MiG-21 để tấn công trực tiếp B-52 và bắn hạ được B-52. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong cuốn sách Quân chủng Phòng không, Không quân biên niên sự kiện năm 1953, năm 1998 đã ghi: ngày 20 tháng 11 năm 1971, bộ đội không quân bắn rơi một chiếc B-52, hai đại đội 45-41, trung đoàn radar 291-290 đã bảo đảm dẫn đường cho chiến sĩ Vũ Đình Rạng lái máy bay MiG-21 bắn bị thương một chiếc B-52 ở phía nam quân khu 4. Lịch sử đã ghi nhận người phi công lái MiG-21 bắn trọng thương máy bay B-52 của Mỹ năm nào. Tuy có những nỗi niềm, nhưng ông luôn giữ mình thanh thản, bởi theo ông, còn sống là tốt rồi. Và trên hết, trận đánh còn có ý nghĩa to lớn cả về nghệ thuật, cách đánh và kinh nghiệm tổ chức chỉ huy chiến đấu.